Rồi là đầu tiên cho Nguyên xin được gửi lời chào cô chú anh chị em mình ha. Thì hôm nay Nguyên có một cái cây mai dòng cúc ghim nè. Đế nữa không? Chân dài cao khoảng tầm khoảng 20 mấy, 20 cái cỡ 30 mấy người. Thì đây nè, đế của cây nè. Các bạn có thể về trồng đất thì cây uống lắc lượng từ nhỏ nè mấy người. Đó. Đây, lên nè. Thì cao lên khoảng tầm 20, 40, 60, 80 gần cái 1 mét nha. Này cây này 1 mét. Rồi, hiện đây là có nở một cái mặt bông nè mấy người. Quá trời đẹp mọi người ơi. Đây. Quay cho mọi người xem. Đó. Thì anh chị em nào thích cây mai này thì liên hệ với Nguyên ha. Thì đây là cái búp của nó nè. Búp nó hé hé vậy nè mọi người, mời nó mới nở nha. Thì chiều nay là nó hé 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 ra. Đó. Mọi người thấy không? Búp rất đẹp luôn, tại vì nó nở gài. Đó. Rồi anh chị em nào thích thì liên hệ với Nguyên ha. Thì cây mai này nó hoành nó cũng khoảng chừng chắc lớn hơn ngón tay cái mà ha. Lớn hơn ngón tay cái của Nguyên nhiều. Đó, thì đế nè. Mình sắp hồi nhỏ luôn, đế nó nôm nè mọi người. Đó. Kẹo luôn. Quay cho mọi người xem ha. Đây. Nguyên sẽ tiến hành qua bên đây nè, đó mọi người thấy không? Để nó nôm xuống thì nó còn sâu lắm mọi người. Cây này khá là đẹp ha. Đó, anh em nào thích thì nó uống theo rồi còn thả luôn rồi đó mọi người. Để cho nó dày tàn luôn rồi đó. Này uống theo chi cành chuẩn ha. Đó. Rồi thấy đẹp ha. Mọi người. Rồi anh chị em nào thích thì liên hệ với Nguyên ha. Thì cái này về có thể đôn rắc nữa, tại vì cái rễ này nó cầm sâu xuống là mọi người. Nuôi từ nhỏ tới lớn luôn á. Rồi nhìn mặt bông lan lan nữa hai cô chú anh chị em mình. Quá đẹp mọi người ơi. Hết chơi luôn. Thì Nguyên còn rất là nhiều cũng đã giao lưu với cô chú anh chị em mình ở đây là những dòng cúc mà con ương hột từ nhỏ nè và cũng như là sắp rễ nha mọi người. Đó, đây cho nên phân chèo ra rất nhiều nè mọi người. Thấy không? Cây này thì nói chung cái vàng nó cũng rất là nhìn dưới nó trống gì chứ nữa, cái này mà nó xè ra lớn á mọi người là nó rất là dày nha mọi người. Cây này thì nó vậy là ok rồi. Nhìn cái dáng của cây này nó quấn uống nè, nó bự lên thì cái này cái con này nè. Nó xếp lại thì nó rất là đẹp luôn. Cây này có thể thay chậu và có thể là thay sư dừa luôn thì nó rất là sung ha. Đó. Rồi. Bông búp mọi người, bông bông cũng khá nhiều rồi mọi người. Nè. Mang nụ tại vì cây này nó còn non mùa quá. Nó này cũng cả gần mà ba mùa. Nhờ tại vì trồng trên cái chậu thì nó mau lâu lớn lắm mọi người. Đó. Giờ Nguyên thả luôn rồi đó mọi người. Rồi anh chị em nào thích thì liên hệ với Nguyên ha. Cái bông này cũng cỡ 3-4 ngón tay rồi mọi người, rất là to luôn nè. Rồi nó còn dung lên nữa nha mọi người, cái này là những cái dòng cánh dung nha. Rồi xin kính chào.